Chào mừng các bạn đã đến với kênh tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một bộ mẹ con được kem các bạn. Mẹ bò cái xin con được kem. Đây. Mẹ các bạn, mẹ mẫu Bombay các bạn. Bà mẹ cao 1m2 bò và con cao được 1m bò. Bà mẹ bơm lại kem Pháp được 20 ngày nha các bạn. Bà mẹ bơm lại kem Pháp được 20 ngày. Bà mẹ tướng mẫu Bombay các bạn, rất mát sữa. Con các bạn thấy không? Được kem ú mề luôn các bạn. Đó, dàn xương lớn, đòn hết biết luôn. Đầu to, đòn dày sọc các bạn. Bò được kem được 1m bò các bạn. Bò mẹ dẫn được kem lứa tư nha các bạn. Giá 38 triệu, 38 triệu các bạn. Đó, anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của chủ bò nha các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Đó. Còn các bạn thấy không? Cái đòn hết biết luôn các bạn. Chân móng hoàn thiện hết. Bà mẹ bà con gì chân móng hoàn thiện hết các bạn. Bà mẹ xây tích nghiêm chỉnh, dẫn được kem lứa tư. Bà mẹ rúng yếm đồ nghiêm chỉnh các bạn, bốn vú đều nè, đuôi dài, xe lưng xe mặt rồi là nghiêm chỉnh, dẫn được kem nè các bạn thấy không, được kem ú mề luôn các bạn. Giá 38 triệu. Bò này nằm ở khu công nghiệp Rạch Bắp nha các bạn. Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương nha các bạn. Sát bên khu công nghiệp Rạch Bắp nha các bạn. Đó, bò con cái đòn hết biết luôn các bạn. Được kem hết biết luôn. Bà mẹ mẫu Bombay các bạn. Mát sữa. Giá là 38 triệu các bạn. 38 triệu. Đó, anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của chủ bò nha các bạn. Mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Chân móng nè các bạn thấy không? Còn ú mề luôn các bạn. Được kem ú mề luôn. Mẹ mẫu Bombay các bạn. Bombay mát sữa. Chân móng sò nè các bạn. Bà mẹ chân móng sò. Bốn vú đều. Đuôi dài. Dạng bò này cũng dạng bò Hà Đông nha các bạn. Bò Hà Đông. Ăn uống rất dễ các bạn. Con mẹ mát sữa nên con ú mề các bạn. Con mẹ rất mát sữa nên con ú mề à. Đó, con mẹ bơm lại kem Pháp được 20 ngày nữa các bạn. Bơm lại kem Pháp được 20 ngày nữa. Đó, giá 38 triệu bò mê con này các bạn. Đó, anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của chủ bò nha các bạn. Mình comment dưới màn hình. Đó, bò con các bạn thấy không? Đòn dài lắm các bạn. Đòn dài sọc à. Chân móng hoàn thiện hết. Mẹ mẫu Bombay nên con mát sữa ghê các bạn. Lông lông sát các bạn. Bò con lông sát mát sữa. Bò con lông sát bóng mượt mát sữa các bạn. Mẹ mát sữa với đường con vậy các bạn. À, rúng yếm nghiêm chỉnh, bốn vú đều các bạn. Giá 38 triệu. À, anh em nào, bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò nha các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Bò nào thì nằm ở khu công nghiệp Rạch Bắp. À, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương nha các bạn. Xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. À, sát bên khu công nghiệp Rạch Bắp nha các bạn. À, và bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cặp bò lại một lần nữa cho các bạn xem chi tiết hơn. Và mình xin được báo giá lại là cặp bò mẹ xin con được kem. Chủ báo giá là 38 triệu nha các bạn. Bà mẹ bơm được 20 ngày kem Pháp nha các bạn. Bà mẹ cao 1m2 bò và con cao 1m bò nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.